Xin chào các em, rất vui khi được đồng hành cùng các em lớp 6 trong những giờ học văn vô cùng thú vị ở trang web olm.vn Các bạn học sinh thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau với bài học thực hành tiếng Việt thuộc bài 8 Những góc nhìn cuộc sống, sách giáo khoa chân trời sáng tạo tập 2 trang 47 ở bài học này, chúng ta sẽ cùng nhau trả lời câu hỏi từ 1 đến 7 trong sách giáo khoa. Từ đó các em sẽ nhận biết được từ mượn và biết được cách sử dụng từ mượn phù hợp, cũng như sẽ nhận biết được nghĩa của một số yếu tố Hán Việt thông dụng và từ các yếu tố Hán Việt. Tuy nhiên, trước khi đến với bài học này, các bạn sẽ lưu ý, khác với những chủ đề khác, ở bài này Cô có sự kết hợp với những kiến thức lý thuyết và thực hành ở cùng một video thứ nhất. Do dung lượng các bài luyện tập dài nên phần thực hành sẽ được chia ra làm hai video, phần 1 và phần 2. Cụ thể như sau, các bạn cùng quan sát lên màn hình. Phần thứ nhất, chúng ta sẽ tìm hiểu các kiến thức lý thuyết về từ mượn và yếu tố Hán Việt. Sau đó, các bạn sẽ trả lời câu hỏi 1, 2, 3 trong sách giáo khoa. Còn phần thứ hai, chúng ta sẽ trả lời câu hỏi 4, 5, 6, 7 và thực hiện phần viết ngắn trang 49. Quay trở lại với video phần 1 hôm nay, tiến trình bài học của chúng ta sẽ đi qua 4 phần chính như sau. Thứ nhất, tìm hiểu về từ mượn và yếu tố Hán Việt. Thứ hai, các bạn sẽ giải quyết câu hỏi thứ nhất. Thứ ba, các bạn sẽ giải quyết câu hỏi thứ hai và cuối cùng là câu hỏi thứ ba. Các bạn học sinh thân mến, về lý thuyết của từ mượn và yếu tố hóa Việt, các em có thể tìm hiểu ở phần tri thức tiếng Việt sách giáo khoa trang 41-42. Ở đây, cô sẽ giới thiệu đến các bạn một số kiến thức quan trọng về hai khái niệm này như sau. Trước tiên là tư mượn. Dựa vào những hiểu biết của bản thân và kiến thức trong sách giáo khoa, theo các bạn, dòng nào sau đây nói không đúng về từ mượn? các em thân mến ngoài từ thuần việt là những từ do nhân dân ta tự sáng tạo ra chúng ta còn vay mượn nhiều từ của tiếng nước ngoài để biểu thị những sự vật hiện tượng đặc điểm mà tiếng việt chưa có từ thật thích hợp để biểu thị nó đó gọi là từ mượn tiếng việt từng vay mượn nhiều từ của tiếng hán và tiếng pháp ví dụ như khai sản kinh tế sinh viên căng tin áp phích vân vân hiện nay tiếng việt có xu hướng vay mượn nhiều từ của tiếng anh các em lưu ý khi viết các từ mượn đã được việt hóa thì viết như từ thuần việt còn đối với những từ mượn chưa được việt hóa hoàn toàn nhất là những từ từ hai tiếng trở lên ta nên dùng gạch nối để nối các tiếng với nhau các em biết không trong sự tiếp xúc giao lưu ngôn ngữ giữa các dân tộc các ngôn ngữ thường vay mượn từ của nhau để làm giàu cho vốn từ của mình đây là một hiện tượng bình thường tuy nhiên để bảo vệ sự trong sáng của tiếng việt chúng ta không nên mượn từ nước ngoài một cách tùy tiện còn yếu tố hán việt là suy nghĩ hãy giúp cô hoàn thành câu hỏi này nhé trong tiếng việt có một khối lượng khá lớn từ hán việt Tiếng để cấu tạo từ Hán Việt thì gọi là yếu tố Hán Việt. Phần lớn các yếu tố Hán Việt không được dùng độc lập như từ, mà chỉ dùng để tạo từ ghép. Một số yếu tố Hán Việt như hoa, quả, bút, bản, học, tập, vân vân có lúc dùng để tạo từ ghép, có lúc thì được dùng độc lập như một từ. Và cuối cùng, các em cần lưu ý có nhiều yếu tố hán việt đồng âm nhưng khác xa nhau về nghĩa đấy các em thân mến như vậy là chúng ta đã điểm qua những lý thuyết quan trọng về từ mượn và yếu tố hán việt để kiểm tra xem mình đã hiểu rõ về hai khái niệm này chưa các em hãy thử thực hiện câu hỏi nhỏ sau đây nhé Với những hiểu biết cơ bản về từ mượn và yếu tố Hán Việt như trên, cô trò chúng ta sẽ cùng nhau bước vào phần trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa. Mở đầu là câu thứ nhất. Ở câu 1, trong các từ sau, đâu là từ mượn tiếng Hán, đâu là từ mượn các ngôn ngữ khác? Các bạn cùng quan sát vào các từ về giúp cô hoàn thành bài tập này nhé. để nhận biết được đâu là từ mượn tiếng Hán, đâu là từ mượn các ngôn ngữ khác, các em có thể chú ý vào hình thức chính tả, ngữ âm, tức là cách đọc, khác biệt của từ đó. Và trong các từ ở câu 1, ta thấy từ mượn tiếng Hán có bảy từ đó là nhân loại, thế giới, nhận thức, cộng đồng, cô đơn, nghịch lý, mê cung còn từ mượn gốc ngôn ngữ khác thì có bốn từ còn lại đó là video, xích lô, axit, bazer. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau bước sang câu thứ hai. Câu hỏi yêu cầu chúng ta lý giải vì sao tiếng Việt của chúng ta cần phải mượn các từ như email, video, internet. Câu hỏi này cô tin chắc rằng các em cũng không khó để lý giải phải không nào nhìn chung khi các hiện tượng sự vật như email video internet được phát minh thì tiếng việt chưa có từ vựng để biểu đạt những hiện tượng sự vật này do đó chúng ta cần mượn các từ này để phục vụ cho giao tiếp qua đó cũng làm giàu thêm phong phú thêm cho vốn từ vựng tiếng việt của chúng ta đó như vậy là thật nhanh chóng cô trò chúng mình đã cùng nhau giải quyết được câu hỏi thứ nhất và thứ hai. Bây giờ chúng mình cùng đến với câu cuối cùng trong video phần 1 hôm nay nhé. Ở câu thứ ba, sách giáo khoa cung cấp cho chúng ta một mẫu chuyện nhỏ là tình huống giao tiếp giữa bác cán bộ hư trí và một nhân viên lễ tân khách sạn cùng với hai câu hỏi. Tuy nhiên, trước hết các bạn có thể dừng video lại ít phút quan sát lên màn hình và chúng ta đọc qua tình huống này nhé. Sau khi đã đọc qua tình huống trên, chúng ta sẽ đến với hai câu hỏi như sau. Câu hỏi thứ nhất, trong câu chuyện trên, vì sao người cán bộ hư trí không hiểu được những điều nhân viên lễ tân nói? Các bạn hãy giúp cô trả lời câu hỏi này nhé. Đọc đoạn đối thoại trên, ta không khó để hiểu được vì sao bác cán bộ hưu trí không hiểu hoặc không thể hiểu rõ những gì mà nhân viên lễ tân khách sạn nói, phải không nào? Nhân viên lễ tân khách sạn trong mẫu chuyện trên đã làm dụng từ mượn trong giao tiếp, cụ thể là sử dụng rất nhiều từ tiếng Anh mà vốn dĩ trong tiếng Việt có từ tương đương, thông dụng. Vì thế, bài học rút ra ở đây là khi giao tiếp cần tránh lạm dụng từ mượn chúng ta chỉ nên dùng từ mượn khi trong tiếng việt không có từ tương đương để biểu đạt thôi các em lưu ý nhé như vậy với ý vừa rồi các bạn cũng đã trả lời được yêu cầu thứ hai của câu hỏi này đó là từ đó em rút ra bài học gì về việc sử dụng từ mượn trong giao tiếp các bạn thân mến như vậy, chúng ta đã vừa cùng nhau trả lời xong các câu hỏi 1, 2, 3 cũng như có những kiến thức cơ bản về từ mượn và các yếu tố Hán Việt. Đến đây thì video bài học của chúng ta cũng sẽ khép lại. Các bạn đừng quên là chúng ta vẫn còn video phần 2 của bài thực hành tiếng Việt này để tiếp tục trả lời phần còn lại, tức là câu 4, 5, 6, 7 và thực hiện phần viết ngắn nhé. Còn bây giờ, thân ái và chào tạm biệt, hẹn gặp lại.